Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món hạt ốc chó ngào đường. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Đầu tiên, chúng ta đem hạt ốc chó tươi lột vỏ. Khoảng 300g hạt đã lột xong. Tiếp đến, chúng ta cho hạt ốc chó lên rang giòn. Hạt rang xong thì chúng ta cho ra ngoài đĩa. Chúng ta cho 3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước. Chúng ta thắng cho đường kéo sợi. Cho hạt ốc chó vào ngào cho đến khi đường bông lại là được.
Chúc tất cả mọi người làm món hạt ốc chó ngào đường thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.